Kế tiếp đó, cái thông tin cũng đáng tiếc đó chính là cái thông tin này đó chủ yếu là anh Thùng chỉ muốn chia sẻ để mọi người cẩn thận mà thôi thì yield farming các bạn sử dụng những dụng DeFi tự nhiên là rất là vui rất là thú vị, các bạn có thể kiếm được nhiều tiền như là Thùng cũng đã chia sẻ trước đây khi mà yield farming Ờ, trên mạng lưới của Yearn.finance, Vân vân Nhưng mà các bạn cũng nên hiểu đó, đây là những cái giao thức, những giao thức này đó, phần lớn chưa được kiểm nghiệm và có nhiều lỗ hỏng và một cái sự kiện đáng tiếc đã xảy ra trên mạng lưới của Binance Smart Chain ngày hôm qua. Đó chính là cái giao thức Pancake Bunny à, đã bị hacker kiếm được một cái lỗ hỏng và họ đã mượn tổng cộng đó là cái số tiền rất là lớn, 6,79 triệu đồng Bunny sau đó đó dựa theo cái giá ngày hôm qua đó là khoảng 1 tỷ đô la sau đó đó là họ lại đổ cái số tiền này lên trên cái ứng dụng Pancake Bunny này, này à, thông qua hai cái cặp đó chính là cặp USDT với là đồng Binance và đồng này và đồng Binance khiến cho hai cái cặp này nó bị xuống giá rất là nhiều và sau đó họ đã lấy được một số tiền và cái số tiền mà họ đã lấy được ra khỏi cái giao thức đó sau khi mà họ đã thực hiện cái cuộc tấn công flash loan này có nghĩa là mượn nhanh chóng sau đó xả hàng lên trên hai cặp này và sau đó, đó đã lấy ra cái số tiền tổng cộng là khoảng 45 triệu dựa theo bài viết này ở trên uh, Decrypt thường nên thì cũng không có rành về cái uh, giao thức packet bunny này tại vì thuận chưa có sử dụng packet bunny nhưng mà cái cuộc tấn công này cũng tương tự như là những cuộc tấn công flash loan trên mạng lưới Ethereum chúng ta uh, cũng đã biết trước đây người ta có thể là mượn tiền thông qua những giao thức phi tập trung sau đó là lên trên những cái sàn phi tập trung để mà xả hàng sau đó là rút tiền ra khỏi sàn và trả lại cái phần mà họ mượn và các bạn thấy được đó là cái số đồng mà Bernie mà bị thiệt hại đó là không phải đến từ những cái ví của những người mà tham gia mà là cái số đồng được in ra thêm thì dựa theo những thông tin đó, thì các bạn thấy được là cái đồng mà Bernie này sau khi mà đã xuống mạnh thì thường xem coi là xuống bao nhiêu thùng refresh lại đó thì các bạn thấy đã xuống tổng cộng trong vòng 24 giờ qua đó để chúng ta coi coi là trong vòng 7 ngày qua đi thì giá của đồng bên từ 150 đô mà xuống chỉ còn có là 7 đồng, wow, 7 đồng 90 cent sau khi mà họ phục lại ở mức là 44 đồng ở thời điểm hiện bây giờ thì bây giờ đó thì cái giao thức này nói là đối với cái số lượng người mà thiệt hại tại vì đang lưu trữ đồng penny một lần nữa những người mà tham gia đó không có mất tiền của mình nhưng mà tại vì những người tham gia đó là họ cung cấp tính thanh khoản họ lưu trữ đồng penny bây giờ cái giá đi xuống quá nhiều thì họ bị thiệt hại thì bây giờ giao thức này nói là sẽ tạo thêm ra một đồng nữa đó chính là đồng penny để mà bồi thường cho những người này tổng cộng họ sẽ bồi thường là khoảng 39 triệu đô la cái mà thường nói đây đó là chúng ta không cần phải nhìn vào những cái chi tiết mà cái mà thường nói đây là các bạn tham gia vào những cái giao thức DeFi các bạn cần phải cẩn thận tại vì các bạn có thể được là một mạng lưới như là Ethereum hay là Binance có thể là mạng lưới mà nhiều người tin tưởng nhưng mà những cái giao thức trên những mạng lưới đó thì không hẳn là hoàn toàn chắc chắn chúng ta không muốn gặp những sự cố này nếu như các bạn lưu trữ quá nhiều tiền các bạn quá thích cái lợi nhuận các bạn lưu trữ quá nhiều đồng bên này mà bây giờ giá đồng bên này từ 150 đô mà xuống còn 44 đô thì các bạn thấy là các bạn lỗ như thế nào rồi đây là cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn và không chỉ riêng là bên này cũng có một cái giao thức khác trên mạng lưới của Binance Các bạn thấy được là cũng bị thiệt hại Đây là cái giao thức gọi là Venus Đồng XVS Một người rồi đó đã mượn 4.100 đồng BTC Và 9.600 đồng Ethereum Sau đó đã khiến cho cái giao thức này đó tổng cộng là bị lỗ 200 triệu đô la chứng đoán và cái giao thức này đó đã, đã bây giờ là có 100 triệu đô la cái nợ mà là nợ xấu như là nợ mà không thể lấy lại được thì thường cũng không có biết cái chi tiết của cái sự kiện này nhưng mà cá mình vừa nói đây cũng tương tự như là giao thức pancake bunny là chúng ta cần phải cẩn thận khi mà tham gia vào những mạng lưới tại sao gần đây lại nghe nói tới uh, nhiều cái vụ này ở trên mạng lưới của binance smart chain có phải là binance smart chain không tốt hay là không thì có một số những thông tin nói là binance smart chain nên thì không chắc chắn như mọi người tưởng tại vì mạng lưới này có thể là uh, nổi quá lớn và quá nhanh cho nên có nhiều cái lỗ hỏng khiến cho nhiều cái dự án đó không có được như là ý muốn đã có mặt trên mạng lưới của Binance Smart Chain và đã dẫn đến nhiều thiệt hại tại vì những cái dự án này đó cái giao thức chưa có được kiểm chứng à, và có nhiều lỗ hỏng cho nên mới dẫn đến những cái sự kiện này. Thì thực ra mà nói đây là cái sự kiện cũng đã xảy ra ở trên mạng lưới của Ethereum rồi chứ không phải là không có. Cảm ơn mình thường muốn chia sẻ với các bạn. Thông điệp cũng là như vậy mà thôi. Cẩn thận khi mà tham gia vào những cái giao thức DeFi, biết là những giao thức DeFi lớn đó thì cái phần trăm tiền lời không có hấp dẫn như những như thức DeFi nhỏ những giao thức DeFi nhỏ đó tiền lời có thể lên tới là mấy trăm phần trăm một năm lý do tại vì họ trả các bạn bằng đồng của cái mạng lưới đó đồng đó lên giá đương nhiên phần trăm các bạn lợi nhuận sẽ tăng lên đó là cái lý do bây giờ chúng ta hãy nói tới hai thông tin lớn được chia sẻ bởi Hoa Kỳ ngày hôm nay đầu tiên đó chính là cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ chủ tịch Jerome Powell đã nói À, là trong hàng năm nay nó sẽ đưa ra một cái bài nghiên cứu liên quan đến hoa kỳ sẽ có một tiền điện tử của quốc gia thì các bạn thấy được là hoa kỳ đó là một trong những nước mà cách đây một năm hai năm thì nói là không quan tâm đến tiền điện tử quốc gia nhưng mà các bạn thấy được là đây là các phong trào rồi trung quốc là một những quốc gia dẫn đầu trong tiền điện tử của quốc gia thì không lý do gì mà hoa kỳ không có và một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là nhiều bạn thì hay nói là tại sao lại phải có tiền từ quốc gia bây giờ các bạn thấy được là tiền thì cũng xài thông qua thẻ thông qua máy di tính mà thôi cần gì phải có tiền từ quốc gia sự khác biệt rất là lớn sự khác biệt ở đây đó chính là cái kết cấu của hệ thống tiền tệ tại vì tiền bây giờ các bạn lấy tiền các bạn đem vô ngân hàng sau đó các bạn sử dụng thẻ tín dụng cái tiền mà các bạn thấy trong ngân hàng đó con số dư đó là không phải là tiền mà đó là cái nợ ngân hàng nợ của các bạn con số đó tiền các bạn gửi vào và cái tiền đó ngân hàng đã dùng để mà làm chuyện khác rồi họ cho vay vân vân cho nên không giống như tiền kỷ thuật số tiền kỷ thuật số của, của quốc gia là tiền mà được phát hành trực tiếp bởi ngân hàng trung ương và trong cái trường hợp của hoa kỳ đó chính là fed sẽ đưa ra cái tiền điện tử này mọi người có thể là có một cái ví liên kết với lại hệ thống của Fed và tiền này là tiền mà các bạn di chuyển trực tiếp giữa người và người. Có thể là không cần phải thông qua mạng lưới của ngân hàng. Chúng ta vẫn chưa biết uh, cơ cấu như thế nào tại vì bây giờ vẫn chưa có các bạn nghiên cứu này làm sao mà Hoa Kỳ sẽ có một tiền điện tử của quốc gia. Nhưng mà đó sẽ là một cái tiền chứ không phải là một cái giấy nợ như là tình hình hiện bây giờ. Thì đương nhiên điều này sẽ dẫn đến nhiều câu hỏi như là thứ nhất là tiền này nếu như vậy thì mọi người chỉ cần có cái ví điện tử với Fed thôi cần gì phải qua ngân hàng nữa cũng có thể như vậy thì ngân hàng sẽ có những cái biến động nào đó là điều đầu tiên điều thứ nhì thì cái tiền này có thay thế được những cái tiền điện tử như các bạn thấy được là bitcoin, ethereum, litecoin những đồng mà chúng ta quen thuộc hay không thì đương nhiên là không thể tại vì cái tiền này cũng là tiền phát hành bởi quốc gia không phải là mạng lưới phi tập trung tiền vẫn được quản lý như là tiền tệ hiện bây giờ mà thôi thì đương nhiên các bạn di chuyển nếu như mà có vấn đề gì sẽ không di chuyển được họ có thể là đóng băng tài khoản các bạn thì đương nhiên các bạn thấy được là giữ người giữ người các bạn sử dụng ví cá nhân thì không ai có thể kiểm soát được thì không ai có thể là đóng băng các bạn được không ai có thể là không giải quyết giao dịch tới được đó là cái sự khác biệt giữa tiền kỹ thuật số bây giờ chúng ta thấy là tiền kỹ thuật số công cộng và tiền kỹ thuật số của quốc gia và đương nhiên tiền kỹ thuật số của quốc gia đó nếu như mà là một quốc gia mà có sự kiểm soát cao thì giao thức đó sẽ là giao thức mà bảo mật có thể là không cho người ngoài biết hay là vì một lý do nào đó chúng ta không có biết kết cấu như thế nào thì làm sao có thể là kết nối với là mạng lưới DeFi hiện bây giờ được mà DeFi mới là tương lai nếu như các bạn đã từng sử dụng ứng dụng DeFi các bạn có thể, có thể thấy được là cái tiềm năng đó lớn như thế nào. Tuy là bây giờ DeFi cũng chỉ là một cái nơi nào đó người ta tới để kiếm lợi nhuận mà thôi và nhiều người cảm thấy thú vị nhưng mà trong tương lai các bạn đã sử dụng DeFi các bạn thấy được là những cái ứng dụng các bạn có thể dùng để mà mượn tiền, trả tiền, giao dịch mà không cần phải thông qua bất cứ một cái ngân hàng nào, một bên thứ ba nào là một trong những cái điều rất là lớn mà sẽ là tương lai sau này. Thì đương nhiên tiền công số quốc gia cũng phải có cách để mà kết nối với lại mạng lưới của DeFi. Và hơn thế nữa tiền công số quốc gia đó, nếu như mà mỗi quốc gia đều có một cái mạng lưới riêng thì làm sao mà di chuyển tiền xuyên quốc gia được. Thì những cái vấn đề thường nghĩ là rất nan giải hiện bây giờ và chúng ta sẽ chờ tới hè năm nay coi Hoa Kỳ sẽ có quyết định như thế nào. Điều kế tiếp cũng liên quan tới Hoa Kỳ đó. Thì đây là thông tin của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. Bây giờ các bạn có biết là người đứng đầu là Janet Yellen Thì Janet Yellen đó, ngày hôm nay nói là bây giờ thì tiền kỹ thuật số đó có một cái vấn đề Bà ta đã nói về rất nhiều vấn đề của tiền kỹ thuật số và thường cảm thấy là phần lớn thì Bà ta thứ nhất có thể là không hiểu, thứ hai là có thể hiểu nhưng mà cố tình là không hiểu về kết cấu của tiền kỹ thuật số Nhưng mà cái điều mà bà ta nói ngày hôm nay là một trong những điều mà tôi cảm thấy là đúng là như vậy Đó chính là vấn đề lớn bây giờ đó là liên quan đến trốn thuế Thì bây giờ đó có một cái đề nghị chúng ta vẫn chưa phải là luật chính thức đề nghị này đó thì tiền kỹ thuật số sẽ đi theo cái lệnh của tiền mặt có nghĩa là mỗi lần mà các bạn di chuyển tiền hơn 10.000 đô các bạn lấy tiền mặt Gửi ngân hàng hay là bất cứ làm những điều gì mà trên 10.000 đô Thì sẽ à, được thông báo Các bạn không cần làm gì hết á, Nhưng mà cái đơn vị mà nhận tiền Là có phải trách nhiệm để mà thông báo Giống như các bạn gửi ngân hàng Thì ngân hàng sẽ thông báo là có nhận hơn 10.000 đô từ các bạn ngày hôm nay Thì thông báo này nó nói là những cái sàn giao dịch Phải có trách nhiệm để mà thông báo với lại bộ tài chính Khi mà có số tiền lớn di chuyển hơn 10.000 đô Và đối với người thông thường đó Thì không có cái... Uh, Vấn đề gì liên quan đến cái việc mà gửi rút, các bạn cứ gửi rút như bình thường mà thôi ở Hoa Kỳ Cái mà làm cho nhiều người nhức đầu, sau đó những người mà làm việc cho những cái công ty mà nhận gửi tin kỷ luật số, tại vì mỗi lần mà gửi như vậy đó thì họ phải thông báo họ phải đi một cái đơn để cho chính phủ có thể là à, theo dõi được cơ cơ có ai trúng thuế hay là không thì đương nhiên các bạn thấy được là nhìn vào cái phương diện nào đó, đó thì đây cũng là một thông tin tốt tại vì nếu như mà trên gia muốn à, tiền kỹ được số đi theo luật của tiền hiện tại thì đương nhiên là không muốn cấm họ bây giờ chỉ quan tâm đến vấn đề gì đó chính là vấn đề thuế mà thôi và nếu như mà đã muốn thuế rồi thì đương nhiên là không có ý định cấm và đương nhiên là muốn cái thị trường này tiếp tục phát triển tại vì họ muốn có nhiều thuế hơn đây là điều thứ nhì được chia sẻ bởi Hoa Kỳ ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những thông tin on chain thường cảm thấy thú vị đi. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái tài liệu quen thuộc. Trước hết thì rất nhiều bạn hỏi thuận về NUPL. Thì chúng ta thấy được là bây giờ đó, với cái sự điều chỉnh này thì thực sự mà nói là không gì đáng lo ngại liên quan tới chỉ số NUPL này. Thậm chí À, cái bài đường này ngày hôm qua đó chỉ số này đã đi vào cái dù màu nâu rồi rời khỏi cái dù màu xanh lá cây nhưng mà bây giờ chúng ta đã trở về dù màu xanh lá cây và bây giờ đó là cái mức là 40.500 đô 0.5 điểm và đương nhiên 0.75 là cái số điểm mà sẽ chuyển thành màu xanh dương có nghĩa là dấu hiệu kết thúc mùa tăng trưởng các bạn thì được bây giờ đó liên quan đến uh, NUPL thì bây giờ các bạn thì được cái giá Bitcoin thì lên tới là 80.000 trước khi chúng ta có cái nguy cơ là cái đường này sẽ chuyển thành màu xanh dương khi mà chúng ta có sự tăng trưởng kế tiếp, tôi sẽ theo dõi và chia sẻ thêm thông tin liên quan tới nUPL nhưng mà có một cái tài liệu khác nữa liên quan tới những động ổn định, tôi cảm thấy là khá thú vị. Thì trước hết đây là cái số lượng động ổn định trên những sàn giao dịch à, từ cái thời điểm là tháng 2 của năm ngoái cho đến bây giờ. Thì à, bây giờ để thường để tham giá Bitcoin vào đi, các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn. Thì để thường add Bitcoin vào và chúng ta sẽ lấy cái giá đi, cái giá của Bitcoin price. Thì trên màn hình các bạn thấy được là có hai đường. Cái đường mà màu tím này đó chính là cái số lượng đồng ổn định tether ở trên những cái sàn giao dịch và cái đường thứ nhì cái đường màu xanh lá cây này chính là giá của bitcoin thì các bạn thấy được những gì? Các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta thấy có cái số lượng lớn tether đưa lên những sàn giao dịch thì như thế nào? Giá cả đường màu xanh lá cây này tăng sau đó. Tính thì bây giờ ra sao? Các bạn nhìn kỹ hơn đi. Bây giờ chúng ta thấy được là cái đường mà màu tím này có sự tăng trưởng như là có nhiều tether trên sàn. Thì giá Bitcoin sẽ như thế nào? Nếu như mà đi theo cái xu hướng trước đây đó Thì cái đường mà Solana này sẽ tăng lên Đây là một chứng đoán mà thường muốn chia sẻ với các bạn mà thôi Kế tiếp thì chúng ta thấy được là những thông tin mà chúng ta cần phải quan tâm đến thời điểm bây giờ Chính là liên quan đến cái số lượng Bitcoin trên những sàn giao dịch Thì chúng ta thấy được là thật sự thì đã có thêm Bitcoin trên những cái sàn giao dịch các bạn đã thấy được tình hình đây là tình hình chung từ thời điểm là giữa tháng tư tới bây giờ cái đường màu đỏ này từ từ tăng lên nghĩa là càng ngày lại càng có thêm nhiều bitcoin trên những sàn giao dịch nhưng mà chúng ta cũng đã nhìn vào tài liệu này đây là tài liệu là có bao nhiêu bitcoin trên những cái sàn giao dịch thông thường nghĩa là sàn giao dịch mà các bạn mua trực tiếp đó chứ không phải là mua hợp đồng thì cái số lượng bitcoin trên những sàn giao dịch đó nó cứ đi xuống và đi xuống và đi xuống thì tại sao lại có thêm bitcoin trên tất cả những sàn giao dịch thì đương nhiên cái phần còn lại đó chính là những sàn giao dịch phái sinh thì tin thì bây giờ đó là cái số lượng Bitcoin được đẩy lên trên sàn đó chính là sàn phái sinh Cái số lượng Bitcoin trên những sàn thông thường đó thì càng ngày càng ít đi Và những người mà hodl, những người mà mua lưu trữ lâu dài đó thì sẽ mua phần lớn là trên những sàn giao dịch thông thường đây là cái điều mà chúng ta đã đặt tới và những cái bitcoin trên những sàn thông thường vẫn tiếp tục mất đi trong thời gian qua điều kế tiếp là liên quan tới funding rate hay là phí qua đêm đó các bạn thấy được là bây giờ cái funding rate là âm 0,03 có nghĩa là bây giờ cái lệnh sốt nhiều hơn lệnh lon ở thời điểm hiện tại cho nên các bạn có thấy được là cái đường màu đỏ này đi vào cái dùng âm không còn nhiều người long trên thị trường nữa thời điểm này và thực kia mà nói tuy là các bạn thấy là cái lệnh sốt đang nhiều nhưng mà trên căn bản các bạn nhìn vào đi đây là cái thông tin liên quan tới bao nhiêu lệnh future hiện bây giờ thì sau khi mà mọi người quản loạn ngày hôm qua thì các bạn thấy được là cái số lệnh là future đã giảm rất nhiều thật ra lệnh future đó đã giảm xuống từ ngày 15 tới tháng 4 rồi nhưng mà sau ngày hôm qua lại giảm thêm nữa bây giờ có thể nói là cái số lệnh future trên sàn không còn nhiều tuy là bây giờ có nhiều người short hơn là long nhưng mà cái số lượng người short không có nhiều phần lớn thường nghĩ là bây giờ cũng rất là cẩn thận tại vì coi coi tình hình kế tiếp như thế nào điều kế tiếp là liên quan đến hôm nay đó thì có bao nhiêu bitcoin nạp trên sàn và rút ra thì để thường cho các bạn thấy được là ngày hôm nay cái số lượng nạp vào rút ra đó tính theo giờ đó thì cũng tương đương với nhau có lúc thì có nhiều Bitcoin nạp vào có lúc thì có nhiều Bitcoin rút ra khỏi sàn à, nhưng mà tuy là có nhiều hơn là những ngày trước đó các bạn được những ngày trước đó thì cái khối lượng nó ít hơn những cái số lượng bây giờ nhiều hơn nhưng mà cũng không có một cái gì gọi là quá bất ngờ chúng ta không có một cái thanh nào gọi là quá cao có nghĩa là quá nhiều người nạp vào hay là quá nhiều rút ra trong ngày hôm nay thì cũng khá là yên bình chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến cái số lượng giao dịch đẩy Bitcoin lên những sàn đó thì cũng không có gì gọi là quá bất ngờ các bạn thấy được chúng ta nhìn vào tài liệu này đó thì đương nhiên trong hôm qua tới bây giờ đó thì có một số đợt có nhiều người đẩy Bitcoin lên trên sàn như là lúc Bitcoin khoảng giá 35.000 hay là khoảng giá là 39.000 nhưng mà các bạn thấy được là tuy là cao hơn trước đây một chút nhưng mà cũng chưa có tới mức mà chúng ta thấy là có gì đó bất thường. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái giá khác biệt giữa sàn Coinbase và Binance. Tại vì đây là thông tin mà nhiều bạn hứng thú muốn biết là bây giờ sức mua đến từ sàn nào thì sức mua vẫn đến từ sàn Coinbase. Sàn Coinbase Pro là sàn mà nhiều tổ chức đầu tư thu mua và tới thời điểm thường làm video này đó thì cái sức mua cũng khá là cao đó. Cái sự khác biệt là 116 đô nghĩa là bây giờ cái sức mua đến từ sàn Coinbase Pro cái giá mắc hơn cái giá Binance trung bình là 116 đô Thì thường thường trên 100 đô là cái điều tốt Có nghĩa là chúng ta thấy cái lượt mua đến từ sàn Coinbase Pro Kế tiếp đó, thì chúng ta hãy xem coi là Cái số lượng giao dịch đẩy đầu ổn định lên trên sàn Thì uh, gần đây không có thông tin này Cái mặt được là tuy là chúng ta thấy được uh, Giá đi xuống đó, thì cũng có một số đợt Như là lúc mà giá khoảng chừng là 39 ngàn Hay là 40 ngàn Thì cũng có một số những cái uh, bịch Thì có một số những động định được đẩy lên trên sàn Nhưng mà chúng ta nhìn chung đó thì thực sự nói là cái khối lượng này cũng không gì gọi là quá đáng kể chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro thì lần cuối cùng có cái số lượng lớn các bạn cũng đang nhớ là chúng ta nói là cái thời gian là ngày 19 Tây có 8.000 mấy Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro nhưng mà hôm nay thì lại không thấy dấu hiệu này sàn Coinbase Pro một lần nữa là sàn mà nhiều người tin tưởng là mỗi lần mà có số lượng lớn rời khỏi đó chính là có thể là đơn vị lớn nào đó thu mua và đem ra khỏi sàn liên quan tới Ethereum đó thì chúng ta chỉ nhìn một tài liệu duy nhất đó chính là cái số lượng Ethereum trên những sàn giao dịch thì càng ngày càng mất đi tình hình này vẫn là tiếp tục và chúng ta cũng nhìn vào nhiều thông tin là có ai đó đang thu mua rất nhiều Ethereum ở thời điểm hiện bây giờ và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn.